Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế chia sẻ và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hiện tượng các doanh nghiệp FDI kê khai báo lỗ đã khá phổ biến, chiếm khoảng 50% tổng số doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên cả nước. Trong đó có nhiều nguyên nhân nhưng phải kể đến hành vi chuyển giá. Tuy nhiên, hành lang pháp lý về chống chuyển giá vẫn thiếu đồng bộ, còn nhiều bất cập, lực lượng còn mỏng và chưa có nhiều kinh nghiệm, trong khi thanh tra giá chuyển nhượng là lĩnh vực phức tạp, thường liên quan đến các công ty đa quốc gia và các vấn đề thuế quốc tế. Vậy làm sao để có thể quản lý thuế được chặt chẽ hơn nữa, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước? Tất cả những nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Chuyển giá giải pháp nào quản lý thuế chặt chẽ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, luật quản lý thuế số 38 năm 2019 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Luật này sẽ khắc phục hạn chế bất cập hiện nay về quản lý thuế và sẽ hướng tới thực hiện quản lý thuế hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp, tăng quản lý giao dịch liên kết chống chuyển giá. Mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Bộ Tài chính đã đẩy mạnh công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết nhằm giám sát, ngăn ngừa các hành vi vi phạm, bảo đảm tính công bằng trong tuân thủ chính sách thuế, nâng cao tính răn đe và thực thi pháp luật đối với các đối tượng không tuân thủ hoặc tuân thủ chưa tốt. Công tác thanh tra kiểm tra giá chuyển nhượng đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Năm 2018, toàn ngành thuế đã tiến hành thanh tra kiểm tra được 758 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, truy thu, truy hoàn và phạt 1.908 tỷ đồng. Giảm lỗ 8.558 tỷ đồng, giảm khấu trừ 52 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 10.838 tỷ đồng. Năm 2019, toàn ngành thuế đã tiến hành thanh tra kiểm tra được 818 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, truy thu, truy hoàn và phạt 2.547 tỷ đồng, giảm lỗ 7.819 tỷ đồng, giảm khấu trừ 106 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 7.600 tỷ đồng. Việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã tạo ra hiệu ứng mạnh, số lượng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kê khai thua lỗ giảm đi rõ rệt. Hiện nay, hành vi trốn thuế thông qua chuyển giá ngày càng phổ biến và để ngăn chặn tình trạng trên, luật quản lý thuế số 38 nghiêm cấm hành vi thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá trốn thuế tại khoản 1 điều 6. Ngoài ra, để quản lý chặt chẽ hành vi trốn thuế tại khoản 5 điều 42 luật quản lý thuế số 38 cũng quy định nguyên tắc kê khai xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết như sau. Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc phân tích so sánh giữa các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động. Giao dịch quy định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập. Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai xác định số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế. Bên cạnh những mặt tích cực từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì vẫn tồn tại những tiêu cực. Hiện tượng các doanh nghiệp FDI kê khai báo lỗ khá phổ biến, chiếm khoảng 50% tổng số doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên cả nước, nhưng vẫn mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Trong đó có nhiều nguyên nhân nhưng phải kể đến hành vi chuyển giá. Theo các chuyên gia, thì hành lang pháp lý về chống chuyển giá ở Việt Nam hiện nay vẫn thiếu đồng bộ. Vì sự thiếu và yếu này nên tạo ra nhiều lỗ hổng và dẫn đến hiệu lực quản lý thấp. Kiểm toán nhà nước mới đây đã chỉ ra hạn chế trong quản lý các dự án FDI thời gian qua như chưa nhất quán giữa mục tiêu và biện pháp thực hiện thu hút FDI. Các chính sách ưu đãi thu hút FDI được áp dụng chung cho toàn bộ các tỉnh, thành, chưa dựa trên lợi thế cạnh tranh. Đặc thù của mỗi địa phương chưa thực hiện đánh giá tác động đầy đủ của chính sách và chi phí lợi ích mà chính sách đạt được. Các thủ tục để được nhận ưu đãi cũng chưa minh bạch. Tại thành phố Hồ Chí Minh có tới gần 60% trong số trên 3.500 doanh nghiệp FDI thường xuyên kê khai lỗ trong nhiều năm. Tỉnh Bình Dương, một trong những tỉnh thu hút được nhiều dự án FDI, cũng có đến 50% doanh nghiệp FDI báo lỗ trong giai đoạn 2006-2011. Một điều bất hợp lý là mặc dù thua lỗ liên tục và lỗ lớn nhưng doanh nghiệp FDI vẫn mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Cũng qua đối chiếu thuế thì chúng tôi phát hiện ra một hình thức chuyển giá nữa. Và ví dụ như là công ty Việt Nam, FDI Việt Nam, nhưng bán hàng công ty mẹ ở Chính Quốc đấy, thì lại giá thấp hơn kể cả giá thành. Hiện tượng chuyển giá được cho là ngày càng phức tạp gây hậu quả lớn, nhưng theo các chuyên gia thì hành lang pháp lý về chống chuyển giá ở Việt Nam hiện nay vẫn thiếu đồng bộ. Vì sự thiếu và yếu này nên tạo ra nhiều lỗ hổng và dẫn đến hiệu lực quản lý thấp. Bên cạnh đó, việc thực hiện hành lang pháp luật đối với chuyển giá chưa phát huy được thế mạnh của mình. Hiện nay là không có cái cơ sở dữ liệu về giá thị trường. Cái này là nó khó là không cái chính là cái cơ sở dữ liệu về giá thị trường, và thứ hai nữa là hiện nay thì nhà nước cũng không có quy định cái chức năng xác định giá thị trường cho một cơ quan chức năng của nhà nước. Cái hành lang pháp lý của chúng ta là nó chưa hoàn thiện. Cái hành lang pháp lý nó quá yếu nên nó không tạo ra được một cái cơ chế, một cái công cụ và một cái biện pháp vừa có tính chất là khuyến khích tuân thủ thuế đối với các cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Đấy. Đồng thời là gì? Nó tạo ra một cái sự chặt chẽ đấy trong cái quy trình pháp lý nhằm đấu tranh với các cái nghi án, các cái hành vi có dấu hiệu là chuyển giá. Do cái sự khác biệt về mặt thông tin giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp thì có nhiều thông tin nhưng mà thông tin nội bộ của bản thân doanh nghiệp, cơ quan thuế thì nguồn thông tin của cơ quan thuế thu thập được là từ khá nhiều nguồn nhưng lại tập trung ở phạm vi của quốc gia thôi. Chính sách thuế hiện nay cũng như về quản lý thuế chúng tôi thấy còn một số vấn đề cần phải xem xét điều chỉnh. Liên quan đến Nghị định 20 thông tư 41 đó là vấn đề khống chế tỷ lệ 20% đối với cái mức chi phí lãi vay trên lợi nhuận thuần. Và rõ ràng chúng tôi quan điểm của chúng tôi thì cái vấn đề để chống cái xói mòn về thuế, chống cái tránh thuế thì vấn đề quy định mức khống chế phí lãi vay là phù hợp với thông lệ quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, về điều kiện cụ thể về Việt Nam thì chúng tôi thấy chưa hợp lý lắm. Tại sao là vậy? Bởi vì hiện nay nội luật của chúng ta chưa có, thuế thu nhập doanh nghiệp chưa quy định mức khống chế đối với tất cả các cái doanh nghiệp khác. Vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam, các tập đoàn, các công ty mẹ, công ty con có cùng một thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp như nhau thì rõ ràng là gì? Mà chỉ trong kinh doanh trong nội bộ Việt Nam thì khả năng về trốn thuế là không lớn về cái vấn đề chuyển giá. Điển hình như trường hợp của công ty Coca-Cola, cụ thể thì theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, từ khi bắt đầu hoạt động ở Việt Nam năm 1992, công ty Coca-Cola liên tục báo lỗ. Đến tháng 12 năm 2012, tổng số lũy kế của Coca-Cola Việt Nam lên đến 3.768 tỷ đồng, vượt quá số vốn đầu tư ban đầu. Trong khi đó, sản lượng thực tế của công ty tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm và công ty mở rộng nhà máy sản xuất. Hay như Metro Việt Nam, sau khoảng 12 năm hoạt động, đơn vị này đã 6 lần thay đổi giấy phép kinh doanh, nâng tổng số vốn đầu tư tại Metro Việt Nam lên hơn 301 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Metro Việt Nam liên tục kê khai lỗ với số lỗ lũy kế lên đến 1.657 tỷ đồng và chỉ duy nhất năm 2010 là có lãi 173 tỷ đồng. Mặc dù lỗ, Metro Việt Nam vẫn tiếp tục mở thêm 19 điểm bán lẻ trên toàn quốc. Do cái quá trình quản lý của chúng ta ấy, nó vẫn còn có những cái sơ hở và vì thế cho nên cái việc mà chuyển giá nó cũng là một cái tất yếu trong mọi cái nền kinh tế và đặc biệt trong cái nền kinh tế Việt Nam của chúng ta. Rất nhiều những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì liên tục là báo lỗ, thế nhưng mà hàng năm thì người ta lại vẫn cứ đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, rõ ràng đây còn là vấn đề. Cái mà chúng ta thấy rằng là không kiểm soát được để tình trạng doanh nghiệp nó chống chuyển giá như thế ấy, có lẽ nó xảy ra ở nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà trong đấy có một nguyên nhân rất là cơ bản là thường những doanh nghiệp này nó có những cái giao dịch liên kết giữa cái doanh nghiệp đầu tư vào trong nước này với những doanh nghiệp mẹ, những công ty tập đoàn khác, nó tạo ra những cái liên kết để nó đưa cái giá những cái sản phẩm giao dịch đấy tăng lên và nó chuyển cái lợi nhuận thành cái giá bán sản phẩm đó. Các chuyên gia cũng cho rằng trong thời gian tới, thu hút FDI vẫn là nhân tố quan trọng của nền kinh tế và một trong những yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay là cần có các giải pháp nâng cao vai trò chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước để góp phần phòng ngừa hạn chế những mặt trái từ đầu tư FDI, bảo đảm kỷ luật kỷ cương và tính bền vững của nền tài chính quốc gia. Việt Nam cũng cần sớm tạo ra các khuôn khổ pháp lý đủ mạnh nhằm hỗ trợ cho công tác đấu tranh chống chuyển giá của cơ quan thuế Việt Nam. Các khuôn khổ pháp lý chống chuyển giá ở Việt Nam cần được xây dựng và hoàn thiện dựa trên các quy tắc, thông lệ và thực tiễn của thế giới gắn với bối cảnh Việt Nam, hạn chế các khác biệt hóa trong các quy định. Thực trạng lỗ giả lãi thực của các doanh nghiệp FDI đã gây thất thu cho ngân sách nhà nước hàng chục ngàn tỷ đồng qua nhiều năm. Quy mô các khoản thu ngân sách nhà nước này không nhỏ khi các doanh nghiệp FDI đã chiếm tới khoảng 20% GDP, khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và chiếm trên 40% giá trị sản xuất công nghiệp, trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu và gần 50% tổng kim ngạch nhập khẩu, chiếm khoảng 30% tổng thu. Yêu cầu bức thiết đặt ra hiện nay là nhận diện đầy đủ mặt trái của việc thu hút đầu tư FDI đến kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt là chú ý đến môi trường, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp và xây dựng các kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục các bất cập, thách thức đang gặp phải. Các chuyên gia cũng cho rằng cần công khai kết quả kiểm toán hoạt động chuyển giá, kinh nghiệm quốc tế tốt nhất của các quốc gia đối với những hành vi này. Ở một số quốc gia thì với những cái doanh nghiệp mà thường xuyên báo lỗ ấy, thì họ có thể áp dụng một cái loại thuế, đó là thuế doanh thu đối với các cái doanh nghiệp đó. Nghĩa là anh cứ có doanh thu, anh bán hàng trên lãnh thổ của tôi thì anh phải đóng thuế một cái mức nhất định, 5%, 3% hay 2%. Đó. Và như vậy là anh có lỗ thì anh vẫn phải đóng cái thuế cho nhà nước. Thì lúc đó ấy, cái việc mà chuyển giá nó cũng giảm bớt đi. Đó. Và cái cơ hội nhà nước thu được cái lợi ích từ các cái hoạt động đầu tư của các cái doanh nghiệp FDI nó sẽ cao hơn. Tăng cường công khai cái kết quả phát hiện đối với hành vi chuyển giá để tạo áp lực xã hội đối với các hành vi chuyển giá và các cái áp lực xã hội này, ví dụ như tẩy chay đối với các doanh nghiệp thực hiện hành vi chuyển giá. Các cái quy trình để mà kiểm soát chuyển giá quy định rõ hơn để thực hiện tốt hơn, rồi cái quy định cụ thể hơn nữa, tốt hơn nữa về cái xác định trước giá tính thuế, tức là APA đấy, thì làm được như vậy thì nó sẽ tốt hơn về mặt pháp lý. Phải tăng cường cái tổ chức thực hiện thì phải đào tạo chuyên gia, phải có cái chuyên gia giỏi. Doanh nghiệp người ta có những chuyên gia giỏi thì thuế cũng phải tiếp tục đào tạo, phải nhiều chuyên gia giỏi hơn thì mới làm được với họ. Và thứ ba là phải hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Thì nhà nước cần phải giao cái thẩm quyền xác định về giá thị trường cho một cái cơ quan có chức năng để khi cần thì khi có yêu cầu của cơ quan thuế hay cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán nhà nước yêu cầu thì cơ quan này sẽ xác định cái giá thị trường trên cơ sở cái cơ sở dữ liệu đã xây dựng được và cái mối quan hệ quốc tế của cái cơ quan này thì họ sẽ xác định được mà người ta sẽ cung cấp cho các cơ quan chức năng về cái giá thị trường làm cơ sở pháp lý đấu tranh với các doanh nghiệp chuyển giá, kịp thời điều chỉnh lấp những cái lỗ hổng đó, đúng không, để tạo ra một cái hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng đồng bộ hơn, đúng không, ngày càng hữu hiệu hơn. Đấy, chúng ta không kỳ vọng gì đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam ngay lập tức có thể có được một hành lang pháp lý hoàn chỉnh được. Ngay cả các nước OECD họ cũng đang tiếp tục hoàn thiện cái hành lang của họ, đúng không? Thì chúng ta không kỳ vọng như thế, và chúng ta cũng thực tế cũng đang là gì? Áp dụng các hành lang pháp lý, vận dụng các hành lang pháp lý của các nước OECD. Trên thế giới thì người ta cũng đã phải có nhiều các cái biện pháp, nhiều những cái đạo luật để làm thế nào để kiểm soát và chống cái tình trạng chuyển giá này. Nếu chúng ta mà không làm tốt được việc này thì cái tình trạng là không chỉ là thất thoát cái nguồn thu ngân sách mà nó còn xảy ra một cái tình trạng là nó sẽ tạo ra cái môi trường cạnh tranh không bình đẳng giữa những doanh nghiệp mà đầu tư kinh doanh một cách bài bản, minh bạch với những doanh nghiệp mà dùng các cái thủ đoạn để mà kiếm được các cái lợi dựa vào các cái việc là trốn thuế chuyển giá đó. Cần phải nhìn nhận các doanh nghiệp đang có, thực hiện và áp dụng theo luật của nước nào, châu Mỹ hay Mỹ, rồi từ đó chiếu vào các quy định của Việt Nam và hoạch định đâu sẽ là những quy định phù hợp nhất cho bối cảnh Việt Nam. Bởi có như vậy thì Việt Nam vừa có chính sách tốt mà vẫn có thể bảo đảm được sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư của mình. Năm 2020 cũng là năm cuối của kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của cả giai đoạn. Và để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 mà Quốc hội, Chính phủ giao, Bộ Tài chính đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách, cơ cấu lại các khoản thu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế, giảm tỷ lệ nợ thuế. Và đến đây thì chương trình Tài chính thuế tuần này cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.